Đây chính là ngày cuối cùng mà mình được ở Đà Lạt nha. Hiện tại là sáng sớm, mình bắt đầu đi mua đồ ăn để đi về khách sạn ăn, sau đó là cho chuẩn bị hành lý và đi về. Bây giờ là mình đang ở trên xe để chuẩn bị đi đến điểm đi chơi tiếp theo. Khi đi chơi xong thì sẽ đi về. Điểm chơi tiếp theo chính là cáp treo nha mọi người. Mọi người đi tới chỗ cáp treo. Bây giờ là mình bắt đầu đi bộ lên cái chỗ cáp treo, để đi cáp treo qua cái chùa nha mọi người. Bây giờ mình đang đi lên. Bây giờ ở đây là mọi người bắt đầu chụp hình một vài phút, sau đó thì mới đi cáp treo nha mọi người. Ở đây có một bầu trời thì mình thấy hình như cái máy bay hay là gì đó, thấy cũng đẹp nên là lấy ra quay luôn. Lúc này là mình đã mua vé xong rồi và đang xếp hàng để chuẩn bị lên cáp treo. Mình đã tới được cái chỗ bên kia của cáp treo rồi nha mọi người. Bây giờ là chuẩn bị đi xuống. Bây giờ là mình đã đi vào được cái chùa rồi nha mọi người. Mình đang đi xung quanh vòng vòng á.
Sau khi mà đi hết nguyên một vòng cái chùa, không phải, chưa có đi hết, chỉ đi mấy khúc, mấy chỗ có cây à. Rồi sau mà khi sau khi mà đi hết thì rồi bắt đầu chuẩn bị đi về. Bây giờ là mình đã đi tới cái chỗ đó, chính là cái gì đó mình quên tên rồi, nhưng mà cái này là vui. Khi mà đi xong cái gì đó hồi nãy, ở chưa đi được nữa, tại vì hàng xếp quá dài luôn, nên là mình đi bộ xuống luôn, không cần phải đi cái đó xuống nữa. Và gia đình mình đã quyết định đi một cái cũng giống cái hồi nãy, nhưng mà là cũ hơn. Mình tưởng nó sẽ mạnh hơn chứ, nhưng mà xem đến cuối rồi biết. Vậy đó, chê. Chê. Tưởng chê. Mạnh lắm chứ.